cô xin chào các em chào mừng các em đã đến với tiết khoa học hôm nay đây là một phân môn mới với nhiều chủ đề khác nhau mỗi chủ đề sẽ mang lại cho các em nhiều kiến thức quý báu về cuộc sống bài đầu tiên các em được học có tên là con người cần gì để sống nằm trong chủ đề con người và sức khỏe các em cùng học bài để hiểu thêm về cuộc sống của mình nhé Bài học hôm nay gồm hai hoạt động chính. Hoạt động 1. Tìm hiểu xem con người cần gì để sống. Hoạt động 2. Thực hành. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng bước vào hoạt động 1. Tìm hiểu con người cần gì để sống. Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình? Các em hãy quan sát hai bức tranh sau và tìm câu trả lời cho cô nhé ở bức tranh này ta thấy con người cần gì để sống nào a à, con người cần có không khí ánh sáng và nhiệt độ các em ạ các em hãy cùng quan sát tiếp bức tranh thứ hai và đoán xem con người còn cần gì để sống nữa nào a à, con người cần phải ăn uống để sống đúng không nào? Qua những nội dung vừa tìm hiểu, các em hãy nhắc lại cho cô, con người cần gì để sống nào? Như mọi sinh vật khác, con người cần khí oxy, ánh sáng, nhiệt độ, thức ăn và nước uống để duy trì sự sống. Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì? Các em hãy tiếp tục theo dõi những bức tranh sau và tìm câu trả lời cho cô nhé. Các em hãy cùng quan sát bức tranh sau và cho cô biết bức tranh này vẽ cảnh gì? Bức tranh này vẽ cảnh cả nhà đang quây quần cùng nhau xem tivi. Như vậy, ngoài những điều kiện về vật chất, con người cũng cần có gia đình. Các em hãy cùng quan sát bức tranh tiếp theo và cho cô biết Bức tranh này vẽ cảnh gì? Bức tranh này vẽ cảnh hai em bé đang đi học về. Và qua bức tranh này ta thấy được con người cũng cần được đi học. Còn nội dung của hai bức tranh này là gì? Ta thấy ở bức tranh đầu tiên, bạn nhỏ đang bị ốm và mẹ đang đút cháo cho bạn ăn, còn ở bức tranh thứ hai, bạn nhỏ đang tới bác sĩ để khám bệnh. Như vậy, trong cuộc sống con người cần được chữa bệnh khi bị ốm. Bên cạnh đó, con người cũng cần có bạn bè, cần có quần áo để mặc. Con người cũng cần có những hoạt động vui chơi giải trí. Và cần có xe cộ để đi lại và sinh hoạt. Từ những câu hỏi vừa rồi, các em hãy cho cô biết, con người cần gì để sống? Để sống và phát triển, con người cần những điều kiện về vật chất và tinh thần như khí oxy, ánh sáng, nhiệt độ, thức ăn và nước uống, gia đình, bạn bè, các phương tiện phục vụ cho sinh hoạt, vui chơi, giải trí. Các em có biết không? Con người không thể sống thiếu oxy quá 3-4 phút, không thể nhịn uống nước 3-4 ngày cũng không thể nhịn ăn 28 đến 30 ngày. Vừa rồi các em đã biết được để sống và phát triển con người cần những gì. Và bây giờ chúng ta cùng đến với hoạt động 2, thực hành. Cô mời các em cùng quan sát bảng sau. Bảng này được chia làm 4 cột. Cột 1 là những yếu tố cần cho sự sống. Cột 2 là con người. Cột 3 là động vật. Cột 4 là thực vật. Nhiệm vụ của các em là tìm xem những yếu tố nào cần cho sự sống của con người, cần cho sự sống của động vật và cần cho sự sống của thực vật thì đánh dấu chéo vào từng ô cho phù hợp. Các em đã hiểu rõ yêu cầu của bài chưa nào? Hãy suy nghĩ và làm bài cho cô nhé. Và bây giờ, chúng ta cùng kiểm tra đáp án. Những yếu tố cần cho sự sống của con người đó là không khí, nước ánh sáng, nhiệt độ, thức ăn, nhà ở, tình cảm gia đình, phương tiện giao thông, tình cảm bạn bè, quần áo, trường học, sách báo. Còn những yếu tố cần cho sự sống của động vật đó là không khí, nước, ánh sáng, nhiệt độ, thức ăn. Những yếu tố cần cho sự sống của thực vật là không khí, nước, ánh sáng, nhiệt độ, thức ăn. Vậy là cô trò chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu xong nội dung bài khoa học Con người cần gì để sống? Trong bài học này các em cần nhớ như mọi sinh vật khác, con người cần không khí và thức ăn để duy trì sự sống của mình. Con người không thể sống thiếu oxy quá 3-4 phút, không thể nhịn uống nước 3-4 ngày, cũng không thể nhịn ăn 28 đến 30 ngày. Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần nhà ở, quần áo phương tiện giao thông và những tiện nghi khác. Ngoài những yêu cầu về vật chất, con người còn cần những điều kiện về tinh thần, văn hóa, xã hội. Con người và động vật đều rất cần đến những điều kiện về vật chất như không khí, thức ăn, ánh sáng, nước và các điều kiện về tinh thần xã hội. Vậy, chúng ta phải làm gì để giữ gìn và bảo vệ những điều kiện đó? Chúng ta cần bảo vệ và giữ gìn môi trường sống xung quanh, các phương tiện giao thông và công trình công cộng, tiết kiệm nước, biết yêu thương, giúp đỡ những người xung quanh các em nhé. Ở nhà các em ôn lại nội dung bài đã học, chuẩn bị bài khoa học tiếp theo trao đổi chất ở người. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau nhé.